Màu. Gì nữa? Chị cho cả dâu lẫn xoài đó cưng. Em chỉ đến rồi mỗi dâu thôi. Ôi trời. Ôi, đi mua được cái vỉ thạch về mà lâu quá. Ủa? Thế mà sushi chưa đến à? Làm mình chạy mê chạy mận nè. Hôm nay hẹn sang à. Ăn thạch mà mãi chưa thấy sang. Quán nhưng mà không chịu sang sớm. Ờ, xong người ta ăn hết cho thì đừng có mà. Quá xong. Nha xa. Ôi, giật cá mình. Lúc nào sang cũng như kiểu là gió chạy. Ê, nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Thạch em suốt ngày á? Thế bây giờ nhá, em có nhớ tất cả các cái vị này không? Có ạ. Thế bây giờ chị với em chơi một trò chơi, em có dám chơi không? Chơi luôn. Rác à. Đây. Bây giờ nhá, chị sẽ em hỏi giống nhau. Giống giống nhau mà. Bây giờ nhá, em hỏi em biết tất cả các vị đúng không? Bây giờ chị sẽ chơi một trò chơi, em phải bịt mắt lại. Em xong rồi chị cho em ăn. Em mà trả lời đúng cái nào, chị cho em mang về cái đấy. Dám chơi không? Chơi luôn. Được. Đúng rồi. Em nhìn thấy gì không? Hả? Số mấy đây em? Được, bây giờ ta sẽ thử nhá. Xem có đoán được không? Đừng có tưởng dễ ăn của ta. Vị gì, vị gì? Dạ. Nhìn đi cưng. Thế mà bảo em ăn nhiều, cái này là của chị nhá. Tiếp tục. Đáy mắt này. Chị tưởng em thế nào? Mấy đến giờ toàn phải đoán vãi thôi. Bây giờ xem có đoán được không? Bây giờ chị cho em ăn thử nhá. Xem có đoán đúng không nhá. Vãi. À trời. Đúng 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 đúng. Thế cái này là của em. Đúng rồi, tình không? Sĩ hiểu đấy. Cái này nhá. Ý, giải lại tình vi. Em ơi, em mới đoán được một cái thôi. Còn hai cái sai rồi. Mê. Đây. Dạ, còn rapper nữa. Trời. Vị gì? Cam. Ủa đúng rồi. Chuẩn. Cam này đang là của em. Trời ơi, một hộp nữa thôi. Nào. Nhắm mắt ạ. Không thể ăn hết của ta được. Chọn cái lần sẽ đoán được không? Chứ không thì mình sẽ không còn gì hết. Màu. Gì nữa? Không biết. Chị cho cả dâu lẫn xoài đó cưng. Em chỉ đến rồi mỗi dâu thôi. Thôi mỗi đứa ba hộp là được rồi. Ăn gì ăn nắm vậy này. Thì đây hai chị em mình cùng ăn thôi. Mỗi đứa ba hộp là thành 6 hộp của. Đúng rồi. Thế là cân bằng nhau. Em thích ăn cái gì, em ăn dâu không? Hả? Thế em vải hả? Em thích ăn vải. Ừ, chị ăn dâu. Nhà em ăn, em toàn ăn vải. Thế à? Chị thích ăn dâu. Cuốn. Nhưng mà thìa vải thạch là ngon nhỉ? Thạch là ngon thật đấy. Chị cũng thích ăn này. Rút cho miếng dâu. Còn thế. Ngon thật đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.